Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với House of Iron 4 với một campaign mới và mod mới, đó là Iron Curtain, Chiến tranh lạnh. Thì là trong part lần trước thì mình có làm về Đế quốc Đức thì có thể là part Đế quốc Đức thì sẽ bắt đầu dừng lại đi. Bởi vì Đế quốc Đức thì mình nghĩ là cũng không thể phát triển đi đâu nữa. Có thể là mình sẽ làm nữa tấn công Ba Lan, nhưng mà còn lại khi nên dừng lại. Thế nên là bây giờ mình sẽ thành lập một campaign mới, đó là campaign Việt Nam, vâng, đúng rồi. Thì mình sẽ chơi vào 23 tháng 5 năm 1949 nhé. Bởi vì 1960 thì nó vẫn chưa thực sự hoàn thành lắm ấy. Thì chúng ta sẽ chơi cái này, A Divided World, đặt sau khi mà chiến tranh thế giới thứ 2 vừa kết thúc xong và chiến tranh lạnh mới bắt đầu. Select Scenario. Thì tất nhiên rồi là chúng ta sẽ chọn Việt Nam. Vâng. Lúc này là Bác Hồ là rút lui Việt Bắc nên là chúng ta mới có kiểu Việt Nam này. Nhưng mà cái này mình thấy nó cũng có kiểu hơi kỳ kỳ một chút đi. Thời cho Historical AI Focuses nhá. Hơi kỳ vì sao? Bởi vì theo như mình nhớ Việt Bắc thì nó khu vực quanh đây. Còn về sau là mở chiến dịch biên giới năm 1950 thì là mới đánh mở lên biên giới với Trung Quốc nhỉ? Có thể là mình đang tính hơi nhầm tí. Nhưng thôi, được rồi nhá. Thì chúng ta sẽ chơi Democratic Republic of Vietnam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và Chủ tịch là Hồ Chí Minh, theo Marxist là Đảng Cộng sản Việt Nam, CPV, Marxism, Leninism. Chúng ta sẽ có Ongoing Colonial War thì chúng ta sẽ không chúng ta sẽ có khá là khó để có thể tham gia đồng minh đấy. Cái này thì nó không cho mình sẽ tham gia đồng minh ở đâu. Hay là Population Growth Explosion. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì thường là các quốc gia trên thế giới là có một sự bùng nổ dân số khá lớn. Thì Việt Nam có vẻ như đang là không có sự khác nhau gì lắm cả. Paramilitarism là bán quân sự chăng? Nó kiểu chắc là dân quân. People's Army nó cho thêm một số trade để cho mạnh hơn mà. Thì thôi rồi, vào. Thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe của cái mình. Cái tiếng vừa nãy là cái tiếng Windows đấy. Chính xác là mình có quay rồi cơ. Nhưng mà cái vấn đề rằng là chúng ta bị dính bản quyền nên là mình phải xóa viết đấy đi. Nên là các bạn thông cảm, bây giờ mình mới có viết tăng lên được nhá. Nhớ nhá, like và subscribe. Việc đầu tiên thì tất nhiên rồi là chúng ta sẽ cần phải giải phóng Việt Nam ra khỏi ách đô hộ của bọn Pháp. Thì điều đó nó sẽ vẫn là khá là khó. Nhưng mà chúng ta sẽ làm thôi nhá. I already know how to play này. End of Nuremberg Trial thì chẳng có gì này. Đầu tiên thì có Research Slot mà triển thôi. Thì chúng ta sẽ cho Protection Level 1 này. Sau đó về công nghệ này, chúng ta sẽ cho mình với cả cho mình sẽ có máy bay được, nhưng mà vấn đề là chúng ta không có nền công nghiệp cho máy bay được nên là cứ phải đợi thôi. Rồi ok, nhà máy chúng ta sẽ đầu tư mình khoảng tầm là khiếp cho nhiều infrastructure đấy. Military factory thì chúng ta sẽ đầu tư vào hai nhà máy này. Từ từ nhá, sẽ cho National Focus thì chúng ta sẽ có kiểu National Focus đầu tiên là The War for Independence để đầu tư vào cố gắng là chiến thắng chiến tranh nổi dậy này. Sau đó chúng ta sẽ có bầu cử là Hiệp định Geneva. Thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn: một là The Unification War là chiến tranh lớn nhất, hai là chấp nhận sự phân chia là có nghĩa rằng là chúng ta sẽ chấp nhận là như Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên hiện nay là nó sẽ được phân cách thành hai quốc gia hoàn toàn phân biệt. Thì thứ ba rằng là chúng ta sẽ chọn là Việt Nam thống nhất, thì chúng ta sẽ một là cho nhà vua lên nắm quyền, hai là cho Hồ Chí Minh nắm quyền. Thì đó, tính xong nhá, tính xong. National Focus cứ làm cho The War for Independence. Lính của mình thì thực sự nói là mình rất mạnh luôn. Khẳng định rất mạnh. Thực sự là vậy. Bởi vì mình không hiểu tại sao nhá, nhưng mà có vẻ như là cái chủ mod này là đang cố gắng cho Việt Nam chiến thắng. Thì chúng ta đang có State of Vietnam là Việt Nam quốc gia Việt Nam đứng đầu là Bảo Đại. Ông này thời này ông này ăn chơi sắc táng ở trên khu vực Tây Nguyên kinh phết đấy. Và cùng với đó chúng ta có thêm Campuchia với cả là quốc gia Lào được bảo hộ bởi Pháp. Lực lượng chúng ta có xe thiết giáp hạng trung bình nó cũng khá là ngon nên chúng ta hoàn toàn có thể xâm lược và tấn công vào Hà Nội được. Hãy chia nhau ra. Chúng ta sẽ làm mặt trận ở đây và sau đó sẽ tấn công xuống hẳn phía Nam đi cái. Thủ đô nó Sài Gòn. Rồi ok. Và sau đó chúng ta sẽ cho là Lê Trọng Tấn. Cùng với đó Commander là sẽ là Võ Nguyên Giáp. Mày cũng sẽ triển khai kế hoạch luôn nhá. Sau đó thì lực lượng này đây thì sẽ chiến đấu và tham gia lực lượng này.
Thì trên bên trên này chúng ta có hai sư đoàn của người Nhật. Tiến lên! Mình không hiểu tại sao cả. Đây là sư đoàn tình nguyện viên của người Nhật ở đây. Thì quân đội này sẽ tham gia quân đội Lê Trọng Tấn nhá. Mình nói hơi nhanh quá nhỉ. Tiến lên! Bốn sư đoàn này đây chúng ta sẽ cố gắng là cho nó giúp tấn công vào Sài Gòn nhá. Cho tấn công vào Sài Gòn. Hãy chia nhau ra. Rồi ok. Sau đó thì chúng ta... Rồi ok nào. Từ từ nhá, mình sẽ cho kiểu đi chuyển từ từ đi thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ lập mặt trận quân đội này ở đây. Là bọn máy sẽ tấn công vào tàu ở bên chăn cái đi. Đánh sập Lào trước khi mà bọn Pháp kiểu thể làm được gì được. Nhá. Chúng ta đồng thời tấn công vào Hải Phòng và cố gắng lại giải phóng Hà Nội nhá. Và cùng với đó chúng ta sẽ chuẩn bị là mở rộng mặt trận chúng ta ra khỏi... Chết chà, có tăng đợt. Phân tán hết ra. Và sau đó bọn máy sẽ di chuyển tới đây nhá. Soviet Union want to sign a... Hãy chia nhau ra. Hãy chia nhau ra. Chúng ta sẽ đẩy luôn đây nhá. Bởi vì bọn này vừa bị đẩy mình đánh thua xong. Nên là khả năng cao là bọn nó sẽ hơi có vấn đề về organization một chút. Hãy chia nhau ra. Mày chiếm tao cái cảng này này. Nếu mà chiếm... Chơi ơi, có mai mày nhỏ mày. Mọi thứ cũng sẽ khá đơn giản mà. Hãy chia nhau ra. Và một thằng bọn máy chạy thẳng từ Luang Prang Viên Chăn đi cái. Nó thẳng ra chúng ta thắng được nhá. Cái này nó khá đơn giản thôi. Tiến lên. Nếu mà không thắng được cái này là mình kiểu đánh quá kém. Nếu là vậy mà chúng ta chiến đấu phải có đường tiến thẳng từ Luang Luang Prang với cả đến với Viên Chăn. Rồi ok. Chúng ta đang thành công ở khu vực phía nam rồi. Chiến đấu. Bọn máy the fuck. Thế giờ chúng tấn công vào Sài Gòn nhé. Hãy chia nhau ra. Nói chung cứ làm đi nhá. Không làm được. Hãy chia nhau ra. Không có nhu cầu để xử lý Việt Nam trước lắm. Thì sau đó chúng ta tiếp tục xử lý Lào đi á. Thì bọn nó sẽ vấp mặt trận ở bên phía bắc này. Và cũng sẽ thua rồi. Hãy chia nhau ra. Rồi ok. Xong bọn này nhá. Xe tăng này nó quá thiếu chiến đấu thiết bị nên là thường là bọn nó sẽ dễ thất trận lắm. Hãy hiểm trợ cho tôi. Rồi ok. Chúng ta bao vây được lực lượng của người Pháp rồi. Chiến đấu. Lực lượng rồi ok. Lào sụp đổ nhá. Chúng ta vẫn còn một số lượng của Pháp đang là... Tiến lên. Bọn mày sẽ sửa tao bọn này cái đi. Hãy chia nhau ra. Thì sẽ delete cái lệnh của tao cái. Từ từ nhá. Các lực lượng ở đây bọn mày hãy cố gắng xử lý nó bọn này nhá. Hãy chia nhau ra. Chiến đấu. Rồi ok. Chúng ta thêm một số nhà máy này. Và tất cả đầu tư vào mấy cái số này tao cái. Chúng ta có mặt trận khá là tốt đấy. Bây giờ chúng ta mà đẩy vào Sài Gòn được thì là Việt Nam, quốc gia Việt Nam sẽ sụp đổ. Và khá đơn giản thôi. Ok, xong rồi. Chúng ta sẽ cho mình cái thêm civilian factory ở đây cái đi. Nhá. Để mình đầu tư. Hãy chia nhau ra. Nam Lào của mình bị chiếm mất rồi. Thì tuy rằng là nó cũng hơi có mệt người. Chiến đấu. Tất cả tập trung vào tấn công nhá. Tất cả tập trung vào tấn công đi. Bây giờ mình muốn là phải cho quốc gia Việt Nam sụp đổ ấy, thì thường là mình sẽ mở rộng mặt trận Việt Nam thì dễ hơn. Tất nhiên rồi, mình vẫn nói thẳng ra là mình sẽ thắng được. Cái này nó khá đơn giản thôi. Chiến đấu. Hãy chia nhau ra. Nhưng mà cái vấn đề là thời gian cả lực lượng mà mình chết ý. Chiến đấu. Thì thường nó sẽ khá là nguy hiểm ý. Một thằng sẽ ở lại nhá. Hãy chia nhau ra. Kia là bọn mày tấn công tao vào Sài Gòn đi. Tấn công Sài Gòn đi. Sài Gòn sụp đổ thì Việt Nam sẽ sụp đổ. Quốc gia Việt Nam nhé, chứ không phải Việt Nam này đâu nhé. Chúng ta sẽ cho Chief of Army là Army of France Hai Vương. Xong rồi. Quốc gia Việt Nam đã xử lý nhá. Và chúng ta chỉ cần xử lý nốt cái bọn Campuchia thôi là ngon rồi nhá. Tiến lên. Bọn mày một sư đoàn bọn mày sẽ chạy đến Phnom Penh nhá. Hãy chia nhau ra. Caramon. Chạy theo đi nhá. Rồi ok. Chỗ còn lại thì chiến đấu là sẽ làm lạnh lệnh ấy. Hãy chia nhau ra. Và cả hai bọn máy sẽ tấn công từ đây vào đây này. Chiến đấu. Tấn công từ đây vào đây này. Rồi ok. Xử lý nhá. Xử lý đi. Campuchia thì lực lượng bọn nó cũng chẳng có gì lắm đâu.
nên là chúng ta vẫn sẽ khá thoải mái thôi nhá. Lào thì, Campuchia thì cũng có một cái cây focus riêng bọn nó thì cũng được khá ngon đấy. Chúng ta dần dần bao vây lực lượng của người Pháp lại vào với nhau nên là chúng ta sẽ tiêu diệt bọn này khá nhanh đấy, mình nghĩ là vậy. Bởi vì bọn này nó không còn cái kiểu là Campuchia sụp đổ nhá, người Lào, người Pháp cũng rút lui ạ. Tiến lên! Tấn công Chiến đấy, đấu! đẩy bọn Pháp ra khỏi đây đi cái. Tấn công đi. Lạnh nó hết rồi. Chuyện gì xảy ra này? Crash à? Rồi ok, chúng ta đã ký hiệp định Geneva thì chúng ta đã mất luôn toàn bộ lãnh thổ mình chiếm được, mà chúng ta sẽ chỉ có thể gọi là giữ được mảnh đất đai của mình ở phía Bắc thôi, còn lại tất cả các tỉnh của mình ở phía Nam kia không được. Thì vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ justify war goal bọn này nhá. Ituaba. Rồi ok, toàn bộ lực lượng của chúng ta sẽ tập trung lên phía Bắc. Ok chứ, để chúng ta sẽ chiếm thế đất đai. Chiến đấu! Bởi vì tại sao mà Ituaba kia bọn nó là cái retake core state hay gì cả? Bởi vì cái Quảng Châu này, cái Quảng Châu này trước là thuộc, nó thuộc về Liên bang Đông Dương ấy, Liên bang Đông Dương thuộc Pháp ấy. Vậy nên là bây giờ chúng ta có thể là chiếm lại được cái đó được. Đấy, đúng không? Rồi ok, chúng ta mất luôn hai cái chuyện kia rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể làm General Election để xem là chúng ta sẽ thống nhất hay làm gì. Thì mình thẳng ra nhá, là chúng ta sẽ chơi theo kiểu là chơi theo kiểu là chia cắt đi. Không phải chia cắt theo kiểu là mình sẽ chấp nhận chia cắt đi, mà mình sẽ declare bọn quốc gia Việt Nam kia và chiếm đất đai bọn nó nhá. Hãy chia nhau ra. Nên là mình ít nhất là mình cũng phải kiểu chơi được ở đấy chứ. Hãy chia nhau ra. Mình sống ở Hà Nội mà. Hãy chia nhau ra. Nói thẳng ra cái kiểu dân chủ thì mình nghe người ta cũng được, nhưng mà vấn đề là cái kiểu người ta cứ phân biệt Bắc Nam quá mình thấy ghét. Là như là người Nam tốt hơn lắm ý, kiểu mình thấy là người đâu cũng như nhau thôi, nhưng mà cũng đừng có kiểu là lại đi chửi nhau lại lên. Bọn này bọn nào đây? Free Territory of Trieste. Cái này liên quan gì đó đến chiến tranh thứ hai thôi. Và chúng ta đã có nội chiến ở khu vực Hy Lạp thì có vẻ như là Cộng sản Hy Lạp đã thua cuộc rồi. Đúng theo lịch sử thì là Cộng sản Hy Lạp sẽ thua, bởi vì Stalin là không muốn ủng hộ cho Cộng sản Hy Lạp ở đấy. Cộng hòa Trung Hoa thì sắp thua rồi, thì chúng ta sắp có là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ muốn là chiếm một vài mảnh đất của người Trung ở đây kìa. Phải cố lên. Mình sẽ muốn là chiếm khu vực bên đây chăng? Bởi vì trước là người Việt là đã từng có mảnh đất đấy rồi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn làm lại đất Việt thì chúng ta sẽ cần phải chiếm lại. Bởi vì các bạn đọc lịch sử ý, thì hồi trước là hai bà Trưng đã chiến thắng quân đội của đã đánh nhau với quân đội của Mã Viện ở Hợp Phố. Mà Hợp Phố ở đâu? Hợp Phố là quanh đây này, thì là nó khu vực Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Ô vãi cái đảo này, đảo này là của Cộng hòa Việt Nam ấy. Oh my god. Uầy uầy uầy, hay đấy, hay đấy. Rồi ok, declare war nào, từ từ đi. Triển khai kế hoạch này, triển khai kế hoạch này. Mình sẽ có thế này. Rồi ok, chúng ta sẽ tấn công Trung Quốc nào. What the fuck? Tiến lên! Mặt trận này của mình đâu hết rồi? Từ từ nhá, chỉnh lại mặt trận đi. Tiến lên! Ông ấy, ông hãy vào đây đi. Hãy chia nhau ra! Ông này sẽ nhập vào ông này. Và ông này sẽ tấn công từ mặt trận là Quảng Đông. Tiến lên! Chứ khổ quá cơ, tôi cần gì cái mặt trận kia, mình vỡ mặt trận ra kia. Đẩy lưu nó lại đi nhá, trước khi bọn nó làm gì được mình. Rồi ok, chúng ta sẽ cần kiếm càng nhiều war score tốt nhá, để chúng ta có thể gọi là chiếm đất đai, chiếm đất đai của Trung Quốc nhá. Rồi ok, vậy là Cộng sản chia nhau ra nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ cố gắng là cho Cộng sản Trung Quốc thắng nốt nhá. Và
Tăng tốc lên nào. Cái này hơi kỳ đấy. Ờ à, đâu nhỉ? Bởi vì đúng như theo lịch sử ấy thì thường là ấy là thì nếu như các bạn không biết ý, thì là khoảng tầm năm 1945 khi mà Nhật xâm, à đâu, tầm trước đó thì Nhật xâm lược nhà Indo và họ đã thiết lập một cái chính phủ mới của người Indo lên đấy. Thì tuy rằng nó bù nhìn nhưng mà nó người về sau là sau khi mà Nhật sụp đổ ý, thì người Indo vẫn muốn giữ chính phủ đấy, nhưng mà Hà Lan lại muốn chiếm lại lãnh thổ đấy. Nên là họ Hà Lan cùng với người Anh đã xâm chiếm lại Indonesia và sau đủ kiểu. Và cuối cùng là người Hà Lan đã phải rút lui và Cộng hòa Indonesia được thành lập. Và cuối cùng là trong cái này sao lại Dutch East India thắng này nhỉ? Chúng ta cũng đang có cuộc nội chiến giữa liên bang Malaysia với cả là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Malaya. Chiến đấu! Chúng ta trần tiến cung binh rồi, được rồi nhá. Là sẽ đánh sập bọn kia và chúng ta có thể sẽ có thêm war score. Hãy chia nhau ra. Republic of China vẫn chưa sụp đổ nhỉ. Chúng ta đang có 3% điểm. Ôi trời, mình giúp được cho người Trung Quốc này quá tốt đấy. Bởi vì là mình tiến lên luôn. Mà sao mặt trận này của mình ít người nhỉ? Tiến lên. Hãy chia nhau ra. Tấn công năm máy bay Mỹ ở trên trời. Máy bay Mỹ ở trên trời. Tiến lên. Ôi rồi, khổ quá rồi. Nam Ninh sẽ là mất nhá, thì chúng ta là có 9% rồi cơ. Ở thế này mình sẽ được nhiều điểm ấy. Chiến đấu. Nếu mà chúng ta cứ tục tấn công như này chúng ta sẽ khá nhiều điểm và chúng ta sẽ ăn không ngồi dỗ sẽ khá là ngon đấy. Rồi ok, chúng ta chiến Nam Ninh rồi. Cộng hòa và Trung Hoa vẫn chưa sẵn sàng sụp đổ lắm. Đợi tí nhá. Thì chúng ta sau đó sẽ chỉnh lại cái lệnh nữa đi. Tất cả mày tràn đây nhá. Và cứ tấn công đi cháu. Tiếp tục đi nhá. Cứ tiếp tục đi. Tao không cần bọn mày ở đây, mà tao cần bọn mày ở trận này. Mình khả năng cao sẽ chiếm Hải Nam hoặc là khu vực nào đó nhá. Một là Hải Nam, hai là cái này. Đây rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ có cuộc bầu cử cho việc thống nhất hay không thống nhất Việt Nam. Thì chúng ta có thể lựa chọn thống nhất hay là chia cắt hay là chấp nhận chia cắt. Đủ kiểu. Thì đầu tiên rằng là chúng ta sẽ bảo rồi nhá, thì mình sẽ chấp nhận là chia cắt. Nhưng mà chúng ta sẽ xâm chiếm Việt Nam, quốc gia Việt Nam sau đó nhá. Tin mình đi là mình xâm chiếm. Đừng có tưởng là mình tha bọn nó được nhá. Đừng có tưởng mình tha bọn nó được. Infiltrate the South này. Kệ đi nhá, kệ đi. Chiến đấu. Ơ tất cả sư đoàn mình không vào đây nhỉ? Hãy chia nhau ra. Vào đây. Ôi trước khi bọn nó bao vây mình. Chiến đấu. Hãy chia nhau ra. Tấn công ê, chúng ta ăn được bao điểm rồi? 12%. Ngon đấy. Chúng ta vẫn đang tấn công khá là tốt. Khá là tốt. Cũng không phải là có gì có mức đâu nhá. Không phải có gì có mức đâu. Để chia nhau ra. Hạ máy tấn công đây rồi. 4 sư đoàn người Trung Quốc không làm gì được mình. Thấy mới ngon. Ok nhá. Cứ tấn công từ đấy cái. Tiến lên. Năm sư đoàn người Trung Quốc đang ở đấy. Sao mà cũng mà bọn này chắc chắn phải tấn công vào Quảng Châu bọn nó mới sụp đổ được nhỉ? Thường là vậy. Thường là vậy. Hãy chia nhau ra. Anh đã hết mặt trận đấy cái. Và sau đó sử dụng nó tao cái. Rồi ok. Tiếp tục đi cái. Cùng lắm sau đó là mình sẽ xin bọn này cái quyền để đi qua đất nước bọn nó ấy. Thì đâu phải đứng sau rồi. Mà vẫn chưa sửa đổi mới tài ấy chứ lại. Kiểu mình bắt đầu mà. Hãy chia nhau ra.
tất cả tập trung vào trận này ấy cái. Tấn công qua đây luôn đi cái. Khu vực trên này nó chỉ tổ đồng phí vũ khí mình thôi, nhưng mà thôi kệ đi. Mình muốn ăn thêm luôn con nữa thì mình phải làm thế thôi. Chiến đấu! Hãy chia nhau ra! Chiến đấu! Tất cả mày vào lệnh này, mau lên đi, mất thời gian quá. Ok, sắp chiếm được rồi, sắp chiếm được rồi, sắp chiếm được rồi. Việt Nam này quá to và đẹp luôn, nhờ. Hãy phân tán hết ra! Chúng ta sẽ tóm được 5 thằng lính của bọn Trung Quốc này thì mình có thể gọi là sẽ khá là ngon đấy. Rồi ok, chắc chắc con ơi. Hãy phân tán hết ra! 13%. Thế từ nhá, mình sẽ xin military access đây cả đi. Chiến đấu! Xem nào, the fuck cái gì ấy? Sao game mọi thứ như này này? Thủ đô mới của bọn Trung Quốc này đâu rồi? Chả biết đâu cả, nhưng mà đâu rồi? Mọi nào, đây tấn công nốt vị trí đây bọn nó cái. Chúng ta chỉ cần chiếm được Spearman ở kia nữa thôi rồi. Tiến vào Phú Châu cái, một thằng một mày. Tiến vào đây rồi. Chia nhau ra. Thôi, hay nhá. Hay chưa? Vẫn chưa chết. Làm đếch gì mà lâu đấy. Tiến lên. Chúng ta vẫn đang hỗ trợ người Trung Quốc thôi, nhưng mà vẫn chưa chết này hơi có mệt với cả lâu này. Rồi ok, chúng ta sẽ chuẩn bị xâm lược Việt Nam có nhiều Encouraging New Business. Và chúng ta sẽ có một cuộc nội chiến ở Việt Nam kia. Nhưng mà thường khả năng cao là nó sẽ thất bại mà. Nên thôi rồi thì mình sẽ Justify War Goal cái. Đợi tí nhá. Sao mày chưa chết là Cộng hòa Trung Hoa? Mày chết được rồi đấy. Thực sự là mày chết được rồi đấy. Bọn có thành phố nữa. Vâng, chiến tranh ở Triều Tiên. Và chúng ta không biết nào nhỉ. Mình nghĩ là chỉ có một trong hai khả năng là bọn Triều Tiên chiến thắng hoặc là bọn Hàn Quốc chiến thắng thôi. Chứ thường là nó. Rồi ok, chúng ta đã chiến thắng đây. Và mình sẽ muốn chiếm Nam Ninh đầu tiên này. Ơ, không có điểm à? Thôi rồi, pass đi vậy. Bọn anh giữ điểm nha. Ơ, chiếm mày chiếm mẹ đi, lại còn thế nữa. Chiếm thì chiếm Hải Nam này cũng được anh em, mình muốn chiếm khu vực này hơn này. Ở đây có Dockyard nữa. Civilian Factory bọn này nhiều hơn này, Tungsten đấy cả. Nhưng khu vực này quá nhiều thứ thì mình không chiếm nữa. Rồi ok, mình chiếm Nam Ninh rồi. Thế mình sẽ chiếm khu vực này đi cả. Còn khu vực nào nữa mình chiếm được. Hết rồi, rồi ok, done, xong rồi. Việt Nam này quá mạnh rồi. Mà chúng ta thêm 44.000 vũ khí à? Oh my god. Oh my god. Thôi rồi. Hãy chia nhau ra. Chúng ta sẽ rút lui về mặt trận phía Nam kia thôi cái. Thôi rồi, vậy thôi nhá. Hôm nay view sử dụng tới đây nhá. Các bạn thích video thì hãy like và subscribe ủng hộ cái mình. Vậy đó, thôi, bye bye.